bỏ đi nhé. À, các bác có thể nhìn thấy cái giường của các em ngủ đây. Em kiếm vợ anh đi lên đây. Đây là phên thôi. Mình Hiếu ngồi thử cái giường này. Ôi, sập bây giờ rồi. Ngồi như kiểu ngồi vào cái đu ấy. Cameraman ấy tiếp tục theo chân hai bé qua đường tắt. Như là trước phim trước thì quý cô bác anh chị cũng đã nhìn thấy rồi. Đoạn đường này thì dốc như lên trời ấy. Mà người bà con ở đây là đi chợ là toàn qua đường tắt này thôi. Hôm nay là cũng chợ phiên này, chả dư già nên là bà con đi chợ rất nhiều. Đường cũng trơn hơn những ngày trước. Bình này rất khỏe này. Hôm qua trời vừa mưa xong nên là ở trên này rất là nhiều nước đổ từ trên cao xuống thành từng dòng thác. Hiếu cùng với lại chú xuống thì đang bố trí phương án là đẩy xe qua đường thẳng thì trong cháu Hưng với lại hai em này là qua đường tắt.
một con đường cũ nhưng mà một hành trình mới. Mỗi ngày đến nhà của hai em ấy thì lại thêm một niềm vui khác nhau, cho nên là team của chú cháu mình là cố gắng, không ngại nắng ngại mưa, thì đường khó đến đâu thì cũng vẫn phải lên đến đấy hết. Binh có mệt không Binh? Lên được không? Ôi. Hôm nọ mình Hiếu vào ấy thì đây, góc bếp các em cơ bản là cũng gọn gàng đấy. Và chưa dặn các em là bát là úp xuống, rửa xong là úp xuống. Quên mất bảo úp xuống. Ôi mèn mén đây này. À cũng gọn gàng rồi. Nhưng mà cái này đẩy vuông cái này mà. À cái này là muối cho vào đây rồi đúng không? Em gái về đây rồi. Đấy, phải cho vào đây nhớ chưa? Nhớ chưa? Đấy, rất sạch sẽ. Cái này poker này sáng nay vừa ăn à? Không đậy vào à? Chưa đúng không? Chưa. Cái này là thường thường là người dân ở đây họ đồ từ sáng là ăn hết ngày. Đấy, đồ sáng là ăn hết ngày. Cái này đen quá nha. Cái này không có chỗ nào móc à? Thì chiếu cái thớt đi. Đấy. Đây nhớ chưa? Đấy, thùng nước. Bởi vì là cái ránh đằng sau này thì nó không biết là họ thiết kế trước kia họ làm như thế nào, nhưng mà bây giờ cứ trời mưa là kiểu nó ngấm đằng sau này về và ướt hết trong nhà. À. Đấy, nói chung là nồi niêu các em là cũng đã biết, các cháu là cũng đã biết để gọn gàng rồi. Cái túi rác đâu, cái này đâu, cái Luna đựng rác đâu, vứt rồi à? Vứt rồi à? À đấy, thì bây giờ Minh Hiếu sẽ trải cái chiếu mới cho các em ở đây. Đúng là thu hộp quà trên giường luôn. À, cái này không phải giường đâu chú, đây này. Ôi ôi, như thế à? Một pư như thế á? Ôi thế bây giờ dọn cái này đi, dọn lên Tuấn lấy cái răng cho dọn cái chăn cũ này vào cái bao tải đi. Đổ cái đồ mới lên giường trên trước. Cái này gạo à. Đổ lên giường trên. Con lên giường trước đi. Hôm nay thì Minh Hiếu có mua cho hai em ấy là hai cái chiếu, bởi vì là hai em là em gái và em trai là ngủ khác ngủ, không ngủ chung. Đấy. Nên là mua hai cái chiếu này, hai cái chăn mỏng mùa hè, hai cái gối và hai cái màn. Đấy, em gái đâu rồi? Em gái ơi. Nhìn đâu? Đây. Cho cái này vào đây. Cho này vào đây. Đấy, cho đấy. Chăn cũ thì mình Hiếu cũng không dám là bỏ đi, nên là không biết là sợ họ phong tục của họ như nào mình không biết. Mỗi dân tộc là thiêng một thứ. Cầm cái máy quay chắc vào, có rung rung quá các bác lại bảo là rung quá hoa mắt đấy. Cầm cố gắng cầm chắc vào. Hết rồi, cho hết vào đây, cho vào đây hết. Gấp gọn mới hết được, gấp gọn. Ngủ lấy canh chuồng gà nữa thì mai sẽ phải chuyển cái chuồng gà này đi chỗ khác. Đấy, cầm cái đèn pin đi. Đấy. Cái chiếu này cũng tá quá rồi. Hai cái vỏ, hai cái lõi chăn này thì chắc là từ thời nguyên thủy rồi. Cũ quá. Vừa cái bao này. Không được thêm nữa. Thì lấy cái bao này này. Tại em ạ. Cái này chắc bỏ đi đốt đi được.
bỏ đi nhé. À, các bác có thể nhìn thấy cái giường của các em ngủ đây. Em kiếm em gọi anh đi đây. Đây là phên thôi, nằm tạm thôi, không phải là. Như là tối là hôm qua là mưa dột nên ướt này. Đấy. Bác phải nhìn thấy là cái lỗ đinh cú này dột xuống đây. Đúng, đúng cái chỗ ngủ luôn này. Là ướt hết tấm phên. Chả ngủ không có màn gì cả. Đây, đây, bốn bìa đây. Cái này cho lên trên này nhá. Cất cất trên trên được không? Không bác. Hôm nọ lên thì thời gian nó cũng nói chung là rất là hạn chế, bởi vì là cái quãng đường di chuyển vào đây quá xa, quá khó khăn. Đấy, vào trong này thì không có thời gian để mà làm nhiều giúp nhiều. Nên là xong là lại phải quay về. Đấy. Để trên gác kìa. Đây cho lên trên gác rồi đi. Cho các em đi. Mai các em làm cái gì thì làm. Cái này lên đúng không em? Giữ. Rồi. Cầm. Đấy. Cẩn thận nhá. Cái bậc thang. Đây này. Đây, à, thôi, để kia. À, chào anh Phán nhá. Chào. Đấy. Vất vả anh quá. Chào anh nhá. Đây là anh Phán, trưởng thôn. Bất đồng ngôn ngữ nên là lúc nào trong cái hành trình của mình Hiếu cũng phải có anh Phán để phiên dịch một chút. Đấy, hôm nay thì mua một ít đồ cho các em nữa. Vâng. Mới lại chăn chiếu này, gối, màn. Đây, đây, đây. Đây, bây giờ. Nơi giải chiếu vào cái giường này. Này không phải là cái giường đâu, quý cô bác ạ. Này là gọi là gỗ đóng tạm thôi. Với lại là hôm qua bảo mua chiếu mét 2, cái này mét 2 à? Cái này là mét 6 nhưng mà cái này bé nhất rồi, không có mét 2. Mét 2 không có. Ô thế à? Ôi, mét 6 mua rồi. Ôi, to quá. Đây hơi to. To quá thì cho đấy, cho gấp lên để đấy. 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 Cái này là cái này không phải cái giường. Nằm ở đây chả đau lưng lắm à cái. Ô con sắp sập lên này chú, cẩn thận. À. Tạp quá. Này, cái này là đường khó đi nhỉ? Khó đi. Ôi, ở đường cực kỳ khó luôn. Cái này là lấy thép ly buộc thôi chứ con không phải là đục đéo. Đi cái đường này là mồm hết đục. Đục để ấy ạ. Dọc luôn cả cái đường bên này chứ. Không, làm bên này trước đi. Em gái lấy gối về. Lấy gối lấy chăn về nhanh lên. Được chưa? Còn mèo được không? Cái này. Gối xinh xinh rồi. Đấy, chăn mới, gối mới nhá. Đây, chăn là chăn mỏng nhá. Và trên này vẫn đắp chăn được đấy, nhỉ, lạnh quá. Chăn này nó mỏng, mùa này nó phải chăn chăn mỏng mỏng chứ thôi. Đấy, chăn mỏng mỏng chứ. Chăn này đấy. Chăn này chưa. Tuấn kiếm cái gì về đóng đinh đi. Đinh ở trong cái ba lô kia. Mà có chỗ mà. Không dùng màn bao giờ à? Tối ngủ không ạ? À? Muối chả đốt cho à? Để cho nó đi vào một cái bố vậy đó. À không có bố à? Không có. Để đi cho ngay cái bay bận một cái bố này. Phải nói là các em sinh hoạt thiếu thốn nhiều thứ quá. Cái này gỗ không phải. Cái này gỗ nhính chắc cứng quá. Sao nào? Mình Hiếu ngồi thử cái giường này. Ôi! Sập bây giờ rồi. Ngồi như kiểu ngồi vào cái đu ấy. Không có một tí chắc chắn nào. Cái góc bên này chắc phải... Cái happy buộc vào cột này. Không có căng được măng. Ở đây. Đóng vào cái... Đây có cái giấy thép sẵn rồi. Còn dùng cái đây luôn. Đây là dây điện đấy. Móc đây được bà màn cái đèn gì đó. Chị đưa cho 5 lọ thuốc cái... Màn này mét 2 à? Em mét mấy? Mét 6 hết. Không có mét 2 à? Không có mét 2 này. Lô! Vào ốc đi. To một tí. To thì nó cứ dùng thú vào ấy. À được, không to lắm đâu.
hơn 40 phân thôi. Mét 2 là bé đó. Với lại không có. Đó thì vừa rồi Minh Hiếu cũng nhận được một cái cuộc gọi của một chị ở Hà Nội là cũng muốn là đưa em Binh về Hà Nội để có điều kiện học hơn, nhưng mà Minh Hiếu nghĩ là khả năng là hơi khó, bởi vì là chị gái nhì ấy thì không học rồi. Đấy thì muốn hai chị em là gần gũi nhau để còn giúp đỡ nhau. Thứ nhất là cái tình cảm chị em, thứ hai là ở đây thì em Binh cũng được học hành ở cái ngôi trường, cái trường thì ngay cạnh nhà thôi, cũng không xa lắm, không phải đi bộ xa đâu, ngay bên cạnh luôn. Đấy nên là khả năng là cái phương án đấy là của chị Minh Hiếu, cũng chưa hỏi tên cụ thể là gì, nhưng mà thấy có một cái cuộc gọi đặt vấn đề với Minh Hiếu như thế, nhưng mà Minh Hiếu cũng chưa có trao đổi lại được. Đấy. Cái này á? À, đi đập máy. Máy à? Ở máy. Đây à. Bác à, con chụp kia. Con chuột á? Ừ, làm cái dây này buộc cái máy kia. Nhìn nó không hiểu. Buộc cái máy kia nó phải đi bác con chụp. Chuột rừng đấy nhà. À, chụp rừng. Ngày xưa bố nó còn sống là cũng sắm đồ đạc ác thế này nhỉ. Có hai đứa bên này cũng cũng rất là gọn gàng. Cái đấy là phải bà nội kia rồi đấy, làm kinh nghiệm rồi. Cái này, cái này của bà nội à? Ừ, bà nội ơi, còn lâu đây, những quá. Cái, đây này, những cái rổ giá này, đan này. Cái này thì phải thật sự là khéo tay thì mới biết làm cái này chứ, đúng không? Rồi, à, chỗ này là cái chỗ mà các em để thìa đây, vẫn có thìa đây. Ờ. Chẳng qua là các em là không có người lớn bảo nên là như thế đấy. Thế Binh là ngủ ở đây à? Anh Binh là chắc là hai chị em ngủ. Binh ngủ đấy đúng không? À đấy. Tuấn đóng đi. Đóng bên kia. Cẩn thận dây điện nhé. Bên này này. Đấy. Cẩn thận nhá. Được chưa? Ồ, cái này thì bên này thì tận dụng cái dây thép này luôn. Dây thép của con đeo lên giường, đeo lên được nhỉ? Được mà, nó cũng đu đu một tí thôi. Cẩn thận. À, dùng cái vòng. Cẩn thận nhá. Ở cái đầu kia là đầu này là lộn dầm dầm đấy. Cái giường quá tạm. Đóng bên này đây. Đây hôm nay cho hết cameraman thể hiện xem có biết làm những cái. Còn góc này nữa. Đóng cái này. Đóng cái xà kia luôn. Xà vượt kia luôn. Về đây em gái, về đây nào. Về đây chú Bảo. Trên. Đây đấy. Thế thì lại bên cao rồi. Đóng ở đấy có ổn không? Trên này thì nó lại cao ấy, cao hơn bên này ấy. Thế thì đóng bên kia cao lên. Kéo ra một phát ạ. Kéo ra thử đến chỗ nào thì đóng vào đấy. Bên này thì buộc vào đây thôi. Buộc đấy. Có đưa đâu. Toàn dây điện này. Mét 6 nó hơi to một tí. Hơi cao đúng không? Cao tí. Cao không? Cao thì hạ nó xuống. Tuấn đóng vào cái ván, miếng ván này luôn được. Đóng vào cái miếng ván bên trong anh Pháng đây. Tới không? Có tới không? Đây gì? Đóng đây sợ vỡ cửa anh. Không sao mà. Hả? Nhưng mà... Thế là cái cột cửa đây buông lên bên kia đấy. Ờ đúng rồi. Để sao vẫy rồi đây này. Đóng nhẹ nhàng thôi. Đóng một tí để gọi là giữ được cái màn là được mà. Cái màn mình có ấy đâu. Màn này bên này hơi cao nhỉ. Được không? Móc bên trong thế nào. Đâu bên trong là nguy hiểm quá cái giường này ấy.
chắc chờ rồi. Ô đây đây, Hưng Hưng chỉnh cái chân tí nó thẳng thẳng tí nào, đúng không? Đấy. Nó bị ấy rồi. Nó bị nghiêng. Lại gì? Mà đâu thấp được thế? Thấp mới đúng không? Ờ đấy. Nhìn cái này nó cho nó thẳng thẳng. Cái này cái nhíng này. Tầm tầm này nhỉ? Ừ đấy. Cái này móc rồi. Rồi rồi. Cái này của nó bây giờ. Quá, tiêm COVID đau quá. À, anh tiêm mũi 4 à? À, em còn chưa tiêm đấy. À. Vâng. Rồi, đóng vừa phải thôi, cần gì phải đóng mạnh căng làm gì? Móc cái màn nữa mà. Rồi, bây giờ anh phá, anh hộ em bảo em gái này. Dày về là phải gấp. Cái màn này cất đi nhá, không được căng như thế đâu nhá. Sao lại mày nhiều đây sao nào? Góc này phải đóng lại đấy. Nó cao đấy. Không cao. Kệ nó. Được. Cao một chút thì kệ nó. Cao một tí nó cũng được. Xong. Được. Sao lại mày té ra nó mổ sao nào? Đấy. Vắt lên như thế nhá. Nhớ chưa? Đấy thì cái giường của em gái là cơ bản là xong rồi. Đấy, hôm nay là có chiếu mới này, chăn mới này, gối mới và màn mới. Đấy. Nhưng mà cái giường thì ọp ẹp quá. Này, ọp dẹp. Cái giường thì không biết là làm kiểu gì, thì ở đây không có ván nên là cũng không thể khắc phục được cho em các em được. Rất là khó. Cái này có nhưng mà gỗ như đó về bây giờ nó còn đắt quá. À. Gần 3 triệu ơi. Đây bây giờ dọn bên này nữa đi. Dọn bên giường của em Binh đi. Em gái. Chế rồi nha. Cái bao nào cất hai cái. Thấy đồng năng đang à? Anh đang xem thật. Tôi đồng năng đồng năng trao này. Cái này không được đâu. Nhưng cái quần áo là phơi. Đây này. Quần áo. Đúng 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 rồi. Nó bỏ ra. Thôi không sao, cái đấy để đấy cũng được, kệ. Thôi cái đấy để đấy cũng được. Bởi vì là các em cũng không có chỗ nào để treo quần áo ấy. Để đấy được không sao cả. Đấy là anh em đang hộ đóng nốt cũng như là dọn dẹp cái chỗ ngủ của em Binh. Vẫn dùng được, cái nào dùng được thì tận dụng chứ. Còn cái bên kia cái giường của em gái kia này cái chăn nó cũ quá. Thôi giường này chắc thay cái chiếu đi được. Thay cái chiếu được. À không thì giải thêm bên trên đấy. Đúng rồi, giải thêm vào. Bởi vì cái này nó nằm đau lưng, giải cho nó dày dày tí để cho các em nằm nó đỡ đau lưng. Thế thì cất cái chân này. Đấy, cất cho vào túi đi. Cất cả quần áo đi, cho vào túi. Nhiều đồ quá. Với lại cái ngôi nhà là khá là hẹp nên là em gái dọn đi em gái. Vào dọn đi, sao lại xem như kiểu xem tivi đó thế nào. Vào làm việc đi. Để lên nhanh này. Các em là ở trong bản đấy là ít được tiếp cận những cái văn hóa là thấy quay phim là chỉ xem đứng xem thôi. Cái đấy có dùng làm gối không hay là giải? À nhưng mà mùa này. Mùa này nóng thế này chắc không cần đệm đâu nhỉ. Là chiếu trước chứ. Rồi. Rồi cất đi, lúc nào lạnh thì lại lấy ra làm đệm.
Nhưng mà lúc nào lạnh thì khả năng lúc đấy mua được chăn mới cho rồi. Rồi giải thêm vào. Biết thế cái kia lúc nãy mình không bỏ cái chiếu giải thêm vào nhỉ. Nhầm mất rồi. Đây kéo lên cái này là cháy đấy, cháy. Cháy đấy. Chiếu là chiếu nhựa là cháy đấy. Đây là bà con mình là có phong tục là kê cái giường ngủ gần bếp không anh hả? Vào đúng đấy. Đấy. Với lại cái cột nhà ở dưới là không thể thiếu. Vào đúng rồi. Cái cột nhà này nó phải đấy, con nó lên dây bụng không được đấy. Theo cái phong tục của miền là kéo lên đầu nhìn nó lại thiếu cái cột này là phải kiêng thờ gì đấy. Kiêng với cái, lại là... cái nhà xưa của đấy á, ông cái cột này á. Ở đây là làm cái gì, là như thế nào? Cục không tục, theo không, dinh tục của... không được buộc cái gì ở đây à? Không được buộc, không được đóng. À không được đóng đinh ở đây cái gì cả. À đấy. Cái này nó chỉ kiêm cho chỉ con đập vào giờ phát thì là phải không được. À. Ông nội bà nội lên lại quỵt mình. À. Đấy một đây cái là phải, ví dụ là phải dị tục mông mình ấy, mình không lặng đảo thì mình làm. Thế ví dụ những cái đóng đinh như kiểu lúc nãy đâu có được không? Không được mà. Không sao đâu gì. Tất cả cây vòng ấy thì sực kênh hết thì được. À nhưng mà có mỗi cái cột này thôi đúng không? Cái cột này thôi. Đấy, một cái mà vấn đề tâm linh của người Mông. Mình Hiếu cũng đi bếp là nó khói. Chưa tìm hiểu được kỹ lắm. Đấy. Cái này là phải theo của dị tục mình là không đi theo đảo thì mình chỉ nó làm cái này nó theo của nhà xưa của bà nội ông nội cơ ở đây. À. Ừ. Còn cái theo đạo là không cần dùng cái cột này đúng không? Theo đạo thì là phải cái không cần dùng cái cột này vẫn có nhưng mà phải họ nó không làm không kiêng nữa đúng không? Không kiêng. À. À lại như thế. Tức là ví dụ nhà xây là vẫn phải có cái cột này à? Ở nhà xây làm cái gì bác? Làm nhà xây thì vẫn chống cái cột bằng cái nứa lên này. Ờ đúng vào làm cái vẫn có một cái cù ngũ. À. Ví dụ là nhà xây là phải có cái cột này. Ừ vẫn có. À. Cột là phải có mới được. Lại còn thế nữa. Ừ. Thì lấy chăn đi. Chăn cái gối kia đi. Với lại là cái bếp lửa này là em không thấy không hợp lý mấy. Đấy, em có cả bếp lửa này, cả bếp lửa này là cả... Bếp này có bỏ được không? Ví dụ có bỏ được không? Bỏ ra chỗ khác được ấy. Ra chỗ khác đi. Bỏ không được, vẫn không được đấy. Hả? Bếp này vẫn không bỏ được. Vẫn không bỏ được phải để như thế á? Cỏ gen các thứ là để dưới gầm giường là đêm là nó nhưng mà làm cái này trở nên gì? Nó cháy đấy. Cháy là người, cháy giường ấy. À. Tức là ví dụ mà làm một cái bếp ở ngoài là cũng không được. Ờ làm không được. Cái này thì riêng của mình là phải cái này vẫn không làm được. Không chuyển được đi sản xuất. Nếu mà không chuyển được bếp thì chuyển cái giường cho chỗ khác được không? Được mà bếp chuyển cái giường cho khác. Ngủ trong giường cũng được. À, à còn cái giường là bếp là vẫn phải đun dầu trong nhà đúng không? Mỗi dân tộc nó có một cái phong tục tập quán riêng nên là mình cũng phải tôn trọng cái phong tục tập quán của họ. Có những cái là mình sẽ thay đổi nhưng mà nó sẽ dần dần. Nó không thể làm ngay chốc lát được. Đây là nóng ở đâu đây? Em cùng đây à? Có dây thép ly không? Có dây thép ly thì bổ đấy được. Nào lát ạ? Hả? Nên mà, sắp tỉnh mà. Sắp tỉnh em. Chỗ này còn không căng màn được ấy. Cái xào kia bị vướng rồi. Xào này hay là chuyển cái xào này ra gần chỗ cửa kìa. Thôi cứ để đấy đi. Càng thấp xuống. Càng thấp xuống được. Bởi vì cái này nó lại gần dép quá. Thì càng thấp xuống nhá. Càng thấp xuống đi. Màn thì cũng chỉ là che mũi thôi mà. Cái không gian ở đây nó cũng không được rộng, cũng không được thoải mái thì cũng mình tùy cơ ứng biến thôi. Bây giờ bảo để mà căng đủ tầm đẹp thì đây hơi khó. Đóng vừa thôi. Đây, cái này thì cũng đóng thấp này thôi. Em gái. Cái này thôi. Cái này đấy nhỉ? Ừ. Cái kia là rộng quá. Cái này thôi, được cái giường này thôi. Đấy, cái đấy cất đi, danh cái ủi nguy hiểm quá. Bỏ ra ngoài đi. Cháy nhà luôn ấy. Lúc đang ngủ say lại cháy cả người luôn.
bên này đóng ở đây được. Bên dưới cái sao đấy. Đúng rồi, lấy cái bàn màn đo đi. Được không? Rồi. Bên này là dùng dây à? Thôi bên này là dùng dây thôi, chấp nhận dùng dây thôi. Có dây nào không? Hưng thấy có dây nào không? Được không? Có dây có dùng được không? Lại kiêng kỵ gì thì cũng mệt đấy. Đấy nên là mỗi lần mình Hiếu đi là cũng phải gọi anh Pháng. Có những cái mình không biết được phong tục tập quán của họ. Móc ngược đấy. Móc được không? Cái màn này mà đun bếp này là mấy hôm nữa là đen đấy. Chuyển sang màu đen đấy. Được không? Đấy, xong thu màn lên đi. Rồi, xong rồi. Từ bóng dọn đi, em gái. Dọn từ bóng đi. Luna, ôi. Đây, Đinh kìa, Tuấn kìa. Dọn gọn gàng đi. Đây, cái Luna hôm nọ đi đâu đi hết rồi. Cái này dùng được mà. Mang đi đâu hết rồi. Để bán đi. Đây, để cái tướng cái này. Cái đấy, đồ dùng cho chỉ con một cầm camera đi. Đến cái đoạn chú diễn ra. Hay thì sao không mua cái hôm qua như hôm qua múc cho không tròn có đi? Không có. Có mấy cái như này á? Có mấy cái như này thôi, bây giờ không có cái như này đâu. Cái như này là cái inox không có, có cái như thôi. Quán đấy không có. Quán khác thì đóng cửa rồi. À, về đây em gái, về đây. Minh về đây. Cái này con biết cái gì không? Em gái về đây. Ô, khăn mặt mua cái to quá rồi. Được rồi. Khăn mặt, khăn rửa mặt người ta mua cái một nửa như này thôi. Một cái bê thì không đắt mấy. Cái to này đắt quá. Hôm qua cho hai đồng chí cameraman đi làm việc nữa. Cái này biết là làm gì không? Cái màu hồng cho bé gái. Hả? À, Binh. Cái này là làm cái gì? Khăn rửa mặt. Ờ, như này nhá. Nhớ chưa? Sáng dậy sớm là như này nhớ chưa? Đấy. Lấy nước nhá. Lấy nước như này này. Rửa mặt. Có cái chậu nào không? Có chậu không? Là thái mà. Đúng rồi, hỏi em gái xem có cái gì rửa mặt không? Thái là thái mà. Đấy, không có đâu, không có đâu. Không có à? Nhưng mà thái là mà. Không có. Ôi, đấy. Chuyến sau vào đi. Mai sẽ mua cho một cái chậu rửa mặt. Nhá, em gái. Có sáng có rửa mặt bao giờ không? Cười cái gì? Sáng có rửa mặt bao giờ không? Hả? Sáng có rửa mặt bao giờ không? Hả? Ơ, chú dặn rồi, buồn cười nhỉ? Có không? Đấy, đứa gái này rất là mệt nhá. Không nói, cười thôi. Đấy, cất đi này. Cất hai khăn mặt đi nhá. Mỗi đứa một cái nhá. Đấy, còn cái này. Cái này biết cái gì không? Giò chỉ giò. Giò Uachi. Hả? Đánh răng thì giò. Đây cái này nhá. Có biết đấy, cũng biết dùng không? Mình biết dùng không? Cao thì cao nhưng mà ngoản rất là nhiều nguồn ở đây nhiều nước. À. Bình nhá. Sáng dậy sớm về nhá. À. Đánh răng nghe chưa?
đây nhá, nghe chưa, như này cho thơm thơm nhá. Rồi à, cái này cắt đi. À, cái này rác lấy vứt đâu rồi? Để ra đây đấy, đấy để vào kia. À, bóc nốt cái đấy đi. Đây đây. Cái gì ấy? Là như nào? Bà đầu á, đứa đầu á? Đứa đầu của mẹ của nó. Bà nội, bà ngoại à? Bà ngoại của hai đứa này. Bà ngoại thôi à? Không phải bà ngoại, mà đứa mẹ của nó là phải con thứ hai, đứa này nó phải con thứ nhất. Con này là phải con đứa này là phải đứa thứ nhất. À. Bà nó, mẹ của nó hai thằng này. Không phải mẹ. À, mẹ biết đúng không? Không phải. Hai đứa này nó là cái chồng rồi. À. Ừ. Cái này, à đấy, có cái đũa, có cái đảo cơm đây. Cái này đây nhá. Rửa chưa? Cháu đi rửa chưa? Ra đây. Cháu cứ nói tiếng Mông là vẫn nói, là tiếng phổ thông là không nói là sao? Không biết nói. Không biết nói thì quầy thôi. Cái mùa tấu. Đây, đây nhé. Cái này ăn để đây nhé. Cái này là Omo. Giặt. Đây. Thì nó thay cái áo mới này đi. Đi giặt cho em nữa chưa? Rồi. Được, một câu. Cả buổi sáng mới được một câu thôi. Nên phải chưa đi học. Rồi ok. Ừ. Đây. À. Gạo này thì ta đi. Ồ, thơm thơm phết đấy. Gạo này. Cho cái này lên trên rác thì này. Gạo này nó phải cho trên tầng thôi. Để nướng này nó phải rất là có cấu trúc. À. Để chân tầng đấy. Thế nào hộp với chân tầng. 20kg gạo. Nhưng mà trưa nay là có gạo nấu ăn chưa? Hả? Trưa nay là hai em là có gạo nấu ăn chưa? Trưa nay tức là phải đi ăn ở nhà của họ đó. Anh đi giúp đỡ của em. Trên này có cái rác để đồ cũng tương đối là tiện. Để đây nhỉ? À, để đấy đi. Nhưng mấy đứa này là hình như là ăn mẻ mén thích hơn hay sao đúng không? Ồ, ăn thanh gạo và cơn gạo thì nó thích quá, phải phải rồi, mình mới không. Không ăn à? Không có thì mới ăn thôi, có ăn gạo thì là phải xong. Rồi, em gái về đây, Binh về đây nào. Về đây đi. Em gái. À, thì hôm nay tiếp tục là cái món quà Minh Hiếu mua cho hai em ấy, là trích từ cái số tiền mà các thầy các cô ở trường tiểu học Sông Mai thông qua cô Hằng cũng như là cô Loan gửi cho Minh Hiếu. Và có hai một cái tin vui nữa đến với các em, đó là Minh Hiếu cũng dồn, nghĩa là cái số tiền mà giúp nhà em Vân còn thừa của cô Tiên ấy là 1.450.000. Đấy thì cũng đã Minh Hiếu cũng đã hỏi qua cô Tiên và được cô Tiên nhất trí là sẽ chuyển sang giúp hai đứa bé mồ côi này. Đấy, mua sắm những cái đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, rồi là mua đồ đạc. Đấy thì hôm nay thì Minh Hiếu cũng như phần đầu Minh Hiếu cũng đã nói rồi, đã mua hai cái chiếu mới, hai cái chăn mỏng mùa hè, mua màn cho các em, bởi vì các em ngủ toàn ngủ trần chuồng thôi, ngủ trần thôi, không có màn, không có chiếu. À, chiếu có nhưng mà chiếu rất là cũ rồi, chăn cũng cũ rồi. Đấy thì các em ở đây thì cơ bản là hôm nọ Minh Hiếu vào ấy, thì cũng đã sắp xếp lại cái chỗ bếp. Hôm nay vào thì một cái điều rất là
tuyệt vời thì các em cũng đã biết ở gọn gàng rồi, nhà cửa sạch sẽ. Đấy. Về đây, bây giờ là đi A Bình, đứng lấy khăn mặt đi cất đi. Lấy khăn mặt đi cất đi. Đấy, sẽ là để xào phơi đấy thôi, đúng không? Cất rồi. Đây về đây nào. À. Nào, bây giờ là em gái đi. Con xin cảm ơn các cô. Đã có tiền mua những món đồ cho con. Đấy, tốt, nói như thế là nói nhiều một tí. Nào, Li A Bình, nói nào. Con xin cảm ơn các cô. Đã có nhiều món quà cho con. Rồi, con nhớ ngoan nhớ chưa. Rồi, ok, rồi. Bình Hiếu xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo và cái hành trình tiếp theo để giúp đỡ hai hoàn cảnh Bình và Nhì. Đấy, cuối cùng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.